U16 Việt Nam thua đậm 5 bàn trước U16 Indonesia. Trận tranh giải 3 U16 Đông Nam Á đã khép lại với một thất bại đậm đà của U16 Việt Nam trước U16 Indonesia. Sau trận đấu bán kết với U16 Thái Lan, U16 Việt Nam bị tổn thất lực lượng khi gần nửa trụ cột dính chấn thương. Huấn luyện viên Trần Minh Chiến không còn cách nào khác ngoài tung một đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị đấu U16 Indonesia trong trận tranh giải 3. Phía U16 Indonesia cũng làm điều tương tự để trao cơ hội cho các cầu thủ khác ra sân. Hai đội bắt đầu trận đấu khá chậm và mang tính thăm dò. U16 Việt Nam cố gắng triển khai tấn công, cầm bóng chắc chắn. Tuy vậy, U16 Indonesia cũng phòng ngự rất kín kẽ. Bước ngoặt đến ở cuối hiệp 1, hàng thủ U16 Việt Nam chơi mất tập trung và để U16 Indonesia ghi liên tiếp 2 bàn chỉ trong 3 phút. Bước sang hiệp 2, U16 Việt Nam cố gắng dồn lên tìm bàn thắng và đây cũng là lúc hàng thủ của chúng ta để lộ ra những khoảng trống. Tận dụng điều này, U16 Indonesia có pha phản công rất sắc bén để ghi tới 3 bàn nữa vào lưới U16 Việt Nam. U16 Việt Nam chấp nhận thất bại với tỷ số đậm 0-5 và rời giải với vị trí thứ 4 chung cuộc. Diễn biến trận đấu kết thúc trận đấu 82 phút, U16 Indonesia có bàn thứ 5 Daniel ghi bàn từ pha phản công sắc lẹm, đệm bóng vào góc cao khung thành trong vòng cấm. 78 phút, U16 Việt Nam lại thủng lưới goalie đệm bóng dễ dàng từ đường căng ngang của đồng đội bên cánh trái. 75 phút, U16 Indonesia có bàn thứ 3 Daniel khéo léo dê bóng qua 3 cầu thủ U16 Việt Nam, rồi tung cú sút chéo góc hạ gục thủ thành Xuân Tín. 58 phút, sút phạt Mạnh Cường có pha đá phạt bằng chân trái trúng khung thành, nhưng thủ môn Indonesia có thể dễ dàng bắt gọn. 55 phút, U16 Việt Nam dồn lên sau 2 bàn thua chóng vánh, U16 Việt Nam đang dồn lên tìm bàn thắng. 46 phút, hiệp 2 bắt đầu hiệp 1 kết thúc 4-5-3. U16 Indonesia nhân đôi cách biệt ra pha dai gian tung cú, sút chéo góc hiểm hóc hạ gục thủ thành Xuân Tín. 45 phút, U16 Indonesia mở tỷ số. Goalie thoát xuống từ pha chọc khe của đồng đội, và dứt điểm tinh tế hạ gục thủ môn Xuân Tín. 43 phút, sút xa Thái Hòa xoay trở trước vòng cấm rồi tung ra cú sút xa nhưng không chính xác. 36 phút, khá nguy hiểm U16 Indonesia có pha đá phạt bên cánh trái, goalie quyết định đá thẳng và thủ môn Xuân Tín cố gắng đẩy bóng ra. 26 phút, U16 Việt Nam suýt ghi bàn Duy Đăng có cú sút chéo góc bên cánh phải, thủ môn Indonesia cản phá được, Thái Hiếu lao vào đá bồi nhưng thủ môn Indonesia vẫn xuất sắc cản phá. 20 phút, chưa quá cơ hội rõ ràng U16 Việt Nam và U16 Indonesia cố gắng tấn công, nhưng chưa có tình huống nào quá rõ ràng. 10 phút, thế trận thăm dò hai đội chưa đẩy nhanh tốc độ ở những phút đầu tiên của trận đấu. Cả hai đều muốn duy trì khả năng kiểm soát bóng. 1 phút, trận đấu bắt đầu đội hình xuất phát U16 Việt Nam vs U16 Indonesia.